nghĩ là trái sơ ri. Trái sơ ri, dĩ nhiên là trái sơ ri. Chúng ta xem có sơ ri không? Không có, bé Tèo trả lời. Bé Tiểu đã chọn ra đáp án. Có chưa? Dạ có rồi. Có rồi, bạn sẵn sàng trả lời nhé. Đáp án riêng của bạn là gì? Dạ, đáp án của em là trái nho. Bạn vừa gợi ý gì cho đội? À, em cũng nghĩ là trái nho. Còn bạn? Em cũng nghĩ gì? Trái nho. Đội trưởng? Trái chôm chôm ạ. Trái chôm chôm. Dạ. Đó là ý kiến của bạn, ý kiến riêng hay là ý kiến chung của cả đội? Trái chôm chôm nó đậu. Các bạn chưa thống nhớ. Chôm chôm, chôm chôm, chôm chôm. Bạn nghĩ là trái chôm chôm điểm cho chôm chôm. Với đáp án chôm chôm sẽ một bé Lý hay bé Tèo? Chôm chôm. Trái chôm chôm. Chôm chôm. Cái điểm thuộc về đội bé Tí. Mời các bạn bé Tèo xem nhé. Đáp án thứ tư. Đỏ như gấc nhá. Năm. Đủ đủ thì không đỏ lắm đâu phải không? Hồng hồng, hồng hồng. Nhưng mà cũng có trên bảng đáp án này. Đây là ý kiến của một số người. Tám. Và sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng một. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội bắt đầu. Xin mời hai bạn bắt tay nhau đi nào. Chúc may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người. Có 7 câu trả lời đang trên bảng. Đó là 7 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án mình chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng. Ngoài con hươu cao cổ ra, các bạn biết con hươu cao cổ không? Dạ biết. Biết cao cổ. Ngoài con hươu cao cổ ra, bạn bất chợt hay kể tên một con vật khác cũng có nhiều đốm và vằn trên mình. Mời bạn. Con bèo. Con bèo. Ba mươi chín người đồng ý là con gì nó sẽ điểm cao hơn? Con mèo. Con mèo. Con mèo ít điểm quá. Mời hai bạn trở về đi. Ở trên mình nó có nhiều đốm, nhiều vằn, trừ con hươu cao cổ. Con ngựa vằn. Con ngựa vằn, dĩ nhiên nghe tên là thấy vằn rồi. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Con gì vằn? Con gì trên mình nó có nhiều đốm, vằn? Con chó đốm. Con chó đốm. Dạ, con cọp à. Con cọp. Con cọp. Bò sữa. Bò sữa. Con gì trên mình có nhiều vằn đốm? Con gấu trúc. Con gấu trúc. Con bé Tí được quyền hội ý. Con gì vậy? Con gì? Đội trưởng, các bạn chưa được mà. Các bạn không được hội ý với nhau. Các bạn không được trao đổi với nhau trong lúc này. Đây là ý kiến riêng của từng người. Mời đội trưởng trả lời. Tiếp tục. Con nai. Con nai. Cậu bé Tí khỏi cần phải hồi ý nữa. 100 điểm đã thuộc về đội bé Tèo. Kết quả sau vòng thứ nhất, bé Tí 80 điểm. Tức là bé Tèo 100 điểm. Em thích ăn đậu phộng. Đậu phộng. Đậu phộng là đáp án có số điểm cao nhất. Chúc mừng bạn và mời bạn hãy. Đậu que. Đậu que. Được. Đậu que. Mời bạn thấy được. Dạ thành. Dạ thành. Dạ còn xanh. Một loại đậu. Đỏ đậu. Kể trắng. Tên một loại đậu. Đậu trắng. Đậu trắng. Tiếng Nga. Một loại đậu bạn nghe. Em nghĩ là đậu hũ. Đậu hũ. Miễn có chữ đậu thôi. Miễn là có chế độ đấu hú. Bé Tèo được quyền hội ý. Đội trưởng, mà cố gắng lên nhé. Em nghĩ là đậu nành. Đậu nành. Đậu nành. Tiếp tục,
tiếp tục dạ đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan. Sai hai lần rồi, các bạn cố gắng đừng có để sai nữa. Dạ còn hay ăn là đậu bắp. Đậu bắp. Dạ. Đậu bắp. đậu đũa dạ, đậu đũa và đậu đũa luôn bốn cái đồ đũa bốn đậu đũa và chúng ta xem chắc như vậy là chắc không cần phải hỏi lại một lần nữa đâu, phải không các bạn khẳng định đi. Đậu đũa đồ bốn đậu đũa tám mươi chín điểm thuộc về đội Betty và đáp án số bốn đậu rồng. Kết quả sau vòng thứ hai, bé Tèo 100 điểm và bé Tí dẫn trước 169 điểm. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ ba của trò chơi chung sức. Thành viên thứ tư của hai đội sẵn sàng. Xin mời. Bắt tay nhẹ nhẹ các bạn. Bắt tay nhẹ nhẹ. Này nhắc lấy thịt đè người quá. Vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 6 đáp án ra trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng lần này vòng này điểm nhân hai ráng nha các bạn, tối đa có thể đạt được 200 điểm chứ không phải là 100 điểm giống như mấy câu trước đâu. Hãy kể tên một loại nấm mà bạn biết. Mời bạn. Nấm rơm. Mời các bạn trả lời. Là nấm mèo. Rất là nấm đông cô. Nấm đông cô. Một loại nấm. Nấm kim châm. Nấm kim châm. Này hơi bị mới cho nên là khi khảo sát nhiều người chưa được ăn cho nên không có trả lời bạn có điểm. Nấm kim châm ngon. Dạ đúng rồi. Mời bạn Thúy Nga. Một loại nấm. Nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Một loại nấm. À mình là nấm tuyết. Nấm tuyết. Bếp nào được quyền hội ý. Các bạn hãy chọn cho một cái đáp án nấm nào đó mà nó hơi phổ biến tí. Theo em là nấm nhĩ. Nấm nhĩ. Nấm nhĩ. Mời bé Tèo. Mời tưởng chúng ta nghe ý kiến gì còn là gì. Nấm linh chi. Nấm linh chi. Nấm gì đó. Em nghĩ là nấm hương. Nấm hương. Nấm gì. Nấm mối. Linh chi, nấm hương, nấm mối và... Dạ, em nấm linh chi. Nấm linh chi, hai nấm linh chi, một dạ, nấm hương, một nấm mối, chọn nấm nào đội trưởng? Dạ, nấm mối à. Nấm mối. Bé Tí chờ nha, xem kinh điểm của ai đây. 3 và 5. Nấm mối. Nấm mối, 158 điểm thuộc về đội Bé Tí. Nấm hương nè. Nấm mùi cái nấm linh chi ngon hơn á. Đáp án thứ ba, phải nấm linh chi không? Nấm hương. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ tư, vòng quan trọng của hai đội, vòng mà hai đội sẽ phân được ai là đội bước vào vòng đặc biệt. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa. Mọi người đang chờ hai bạn trả lời câu hỏi đây. Vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 6 đáp án ra trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng điểm thì nhân 3. Điểm thì nhân 3. Tôi lặp lại các bạn ha. Nếu mà bạn chiến thắng thì tình hình nó thay đổi ngược. Điểm tối đa có thể đạt đến 300 điểm.
Hai bạn thử kể tên một vũ điệu khiêu vũ cổ điển. Đúng nghề bạn hay sao? Cha cha cha. Cha cha cha. Mắt này cha 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 phải không? Rumba. Rumba. Mời các bạn kể đi. Dạ tango. Tango. Một vũ điệu cổ điển. Bạn chọn đó là đáp án. Tango. Tango luôn. Dạ. Tango. Một vũ điệu cổ điển. Đó là các bạn chưa được trao đổi với nhau nào. Em nghĩ là điệu twist. Điệu twist. Nghe rõ lại câu hỏi này, bạn hãy cho biết một vũ điệu khiêu vũ cổ điển mà bạn biết. Điệu slow. Điệu slow. Em nghĩ là điệu van. Điệu van. Van. Quá dễ, chúng ta là thằng nước. Mời. Dạ, theo em là điệu basso đốp. Basso đốp. Basso đốp. Basso đốp. Thái Thành, đến lượt bạn. Vũ điệu khiêu vũ cổ điển. Bolero đúng không? Bolero. Dạ. Yeah. Bolero. Đã chọn được đáp án chưa đội trưởng? Còn đang phân vân. Dạ đang phân vân. Đang phân vân thì bạn suy nghĩ thêm tí nữa nha, rồi hỏi lại từng đồng đội của bạn rồi bạn chọn nha. Dạ. Một vũ điệu khiêu vũ cổ điển. Vũ điệu flamenco. Flamenco. Còn gì nữa bạn? Em cũng nghĩ là flamenco. Flamenco. Em cũng nghĩ flamenco. Ba. Dạ, vậy là thống nhất flamenco à. Flamenco, số đông áp đảo. Đội bé Teo chọn điệu flamenco là đáp án. Flamenco. Rồi. 238 điểm cùng về đội Betty. Vũ điệu số 6. Vũ điệu mà làm cho các bạn buộc đi mấy trăm điểm. Đáp án số 6. Polka. Có lẽ là nó đối với các bạn hơi lạ ta. Đây là một vũ điệu cổ điển và rất là cổ. Rất là cổ điển. Và chúng ta đã biết được ai là đội chiến thắng sau 4 vòng thi đấu, thưa quý vị và các bạn. Đó là đội Bé Tí. 615 điểm. Chào các bạn. Các bạn thì có 100 điểm. Đó là 1 triệu đồng. Đợi đi quá nhiều thì mệt. Mệt quá mà. Bao nhiêu người đồng ý như vậy? 8 người đồng ý rồi. Câu thứ 3. Thông tin cá nhân gì phổ biến trên một tờ đơn xin việc thì bạn trả lời là họ tên và khảo sát. 31 điểm. Chúc mừng bạn. Câu thứ 4, cho biết một công việc trong nhà hàng mà bạn cho là khó làm nhất thì bạn trả lời là kế toán, khảo sát. Câu thứ 5, nêu một cách tiết kiệm cước điện thoại, bạn không có thời gian và bạn không có điểm. Như vậy bạn ghi được 44 điểm, đồng đội của bạn phải ghi 156 điểm nữa. Mời bạn trở về vị trí. Mời thành viên thứ 2. Bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi hỏi đồng đội của bạn ấy. Sẵn sàng chưa? Hồi nãy giờ bạn nghe đồng đội mình trả lời gì không? Dạ không ạ, nghe cải lương ở trong đó. Tốt, nghe cải lương. Hay không? Cũng được ạ. Cũng được. Bây giờ cố gắng trả lời cũng được nha. Bạn có 25 giây để trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn. Bạn có nhiều hơn 5 giây bởi vì bạn thực hiện việc khó hơn, đó là không được đáp trùng ý với đồng đội của mình trong bất kỳ câu hỏi nào. Khi bạn trả lời trùng một đáp án nào đó, bạn sẽ được nhắc nhở bằng tín hiệu. Đó là tín hiệu báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận, hoặc là bạn bỏ qua, hoặc là bạn thay đổi đáp án khác. Vậy là sau khi mình nghe cái bẹp bẹp đó là mình thay đổi liền. Thay đổi ngay, hoặc là bạn nói bỏ qua, bạn có quyền như thế. Và những câu nào bạn nói bỏ qua thôi, tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Đó là chứ. 25 giây chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy yên tâm trong quá trình tôi đọc câu thứ nhất nha, không sợ mất thời gian câu thứ nhất đâu.
Nêu một thể loại chương trình truyền hình được phụ nữ xem nhiều hơn đàn ông. Từng bước gia đình. Tài xế taxi có thể than phiền điều gì về nghề nghiệp của họ? Kẹt xe. Thông tin cá nhân gì phổ biến trên một tờ đơn xin việc? Ngày sinh. Cho biết một công việc trong nhà hàng mà bạn cho là khó làm nhất. Tiếp tân. Nêu một cách tiết kiệm cước điện thoại. Nhắn tin. Bạn trả lời rất chân. Hay lắm. Hy vọng điểm cao. Chúng ta quay lại xem chiến thắng có thuộc về bạn không? Bạn nhìn thấy gì chưa? 4 điểm. Còn 156 điểm nữa. Vậy là dễ hay là khó đạt anh nhỉ? Tôi không biết. 156 điểm. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là khó lắm. Khó. Khó. Bạn trả lời hay lắm. Cứ hy vọng là tốt. Đừng bi quan. Câu thứ nhất. Nếu một thể loại chương trình truyền hình mà được phụ nữ xem nhiều hơn nam giới thì bạn trả lời là Thưởng thức gia đình. Mấy điểm? Anh cho nhiều cho. Khảo sát. 33 điểm. Chương trình chương công của đỡ theo thường kỳ bạn. Đây là đáp án có số điểm cao nhất. Chúc mừng bạn. Câu thứ hai. Tài xế taxi có thể than phiền điều gì về nghề nghiệp của họ thì bạn trả lời là xe. Mấy điểm? Khảo sát. 38 điểm. Xem chừng như là chiến thắng có thể xảy ra nếu theo đà này. Đây là đáp án được số điểm cao nhất. Bạn rất là tuyệt vời. Câu thứ 3. Thông tin cá nhân gì phổ biến trên một tờ đơn xin việc thì bạn trả lời là ngày sinh. Liệu có ba mấy điểm không? Em cũng mong vậy. Khảo sát. Đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao rồi. Cao nhất đấy. Câu thứ 4. Cho biết một công việc trong nhà hàng mà bạn cho là khó làm nhất là bạn trả lời là tiếp tân. Điểm 13 điểm. 13 điểm. Vậy tối cùng được 70 điểm đó anh nhỉ? Để xem. Ở câu thứ 4 này thì bạn mới biết cái số điểm cao nhất là gì không? Là nấu ăn. Công việc khó nhất trong nhà hàng là nấu ăn. Nấu ăn không xong là đóng cửa nhà hàng luôn. Có 34 người trả lời như vậy. Nếu mà bạn trả lời như thế thì bạn có được 34 điểm là rút ngắn cái khoảng cách 70 này lại. Bây giờ còn 70 điểm nữa. Liệu câu cuối cùng, câu thứ 5 của bạn có được 70 điểm hay không? Chắc không nổi chuyện quá. Này có thể xảy ra hay không? Nhắn tin. Giờ 69 hay 70? Khảo sát. 25 điểm. Thực sự nói thì 70 điểm là điểm rất cao. Ít khi nào trong cuộc khảo sát người ta tập trung trả lời tới 70 cho một đáp án. Nhưng mà thua phải không? Thua rồi. Còn 45 điểm nữa. Ở câu cuối cùng này, tuy là bạn không giành được chiến thắng, nhưng mà bạn cũng cần biết là số điểm cao nhất là đáp án gọi mã số tiết kiệm. Gọi mã số tiết kiệm. Ta có cái mã số tiết kiệm thì gọi vào đó rồi chuyển ông sang cho. Một cái số bạn muốn gọi thì rẻ hơn. Cứ sẽ rẻ hơn. Và có 29 người trả lời như thế. Thưa quý vị và các bạn, và cái chung sức với lại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện chương trình này xin được phép kết thúc. Cảm ơn Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi tối thứ ba tuần sau.
Active chanh muối, giải khát tuyệt vời. Active tinh thần chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, lần thứ 2 đến Nepal của đoàn leo núi Việt Nam đã mang theo số lượng hành lý khổng lồ đến gần 1 tấn gồm những trang thiết bị chuyên dùng cho leo núi và số lương thực đủ dùng trong vòng 2 tháng để chinh phục Everest. Và như quý vị cũng đã biết thì ban tổ chức đã chọn Hồng Kông làm địa điểm mua sắm và lần này việc mua sắm phải thực hiện trong một khoảng thời gian rất là gấp rút. Hướng chinh phục Everest từ phía Trung Quốc đã bị đóng cửa, cho nên vào thời điểm này thì hàng trăm đoàn leo núi đến từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung vào hướng Nam tại Nepal và không khí thực sự là nhộn nhịp và khẩn trương. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của đoàn leo núi Việt Nam. Khi nói đến ngọn núi Everest, nhiều người đều biết rằng đó là ngọn núi cao nhất thế giới. Nhưng quý vị và các bạn biết không, bên cạnh ngọn núi Everest còn biết bao câu chuyện thú vị khác. Núi Everest được hình thành do sự va chạm mạnh giữa mảng lục địa Âu Á và